quy trình. Sau đây là một số sau đây là một số phương pháp và kết quả bước đầu. Để thực hiện phân lập vi sinh vật, chúng em sử dụng phương pháp phân lập thông thường. Mục đích của phương pháp này phân lập từ nguồn dầu mỡ thải trong nhà bếp. Mục đích của phương pháp này là nhằm thu sinh khối của vi sinh vật để thực hiện tiến hành các bước tiếp theo. Ngay sau phương pháp phân lập, chúng em thực hiện phương pháp cấy ria nhằm tách các khuẩn lạc riêng rẽ và có được chủng sạch. Sau khi có được chủng sạch từ bước 1, chúng em tiến hành tuyển chọn các chủng có đường kính mọc phân giải lipid lớn hơn 20mm bằng phương pháp cấy điểm và phương pháp diễn thạch. Sau khi sử dụng phương pháp cấy điểm và đổ lugol để kiểm tra đường kính phân giải lipid của các chủng vi sinh vật thì chúng em thu được kết quả như sau. Trong số 9 chủng chúng em phân lập được từ mẫu mỡ trong hệ thống nhà bếp trong hệ thống bồn rửa nhà bếp thì có 2 chủng là chủng L2 và chủng ML6 là vi khuẩn và nấm men với đường kính bóng phân giải lần lượt là 26 và 23mm. Sau đấy chúng em sử dụng phương pháp giếng thạch để xác định khả năng sinh enzyme ngoại bào, qua đó có được những đánh giá chuẩn xác hơn về 2 chủng vi khuẩn này. Và qua 2 phương pháp trên thì chúng em quyết định chọn chủng vi khuẩn L2 bởi chúng em nhận thấy chủng vi khuẩn L2 này tối ưu hơn cả. Và đây là hình ảnh chúng em tiến hành nhuộm gram vi khuẩn L2, và qua phương pháp nhuộm gram thì chúng em biết được vi khuẩn L2 là vi khuẩn gram âm và có tế bào vi khuẩn hình que. Đây là bảng đánh giá tiêu thụ khả năng tiêu thụ dầu hoặc tính vong phân giải lipid của vi khuẩn L2. Chúng em tiến hành nuôi vi khuẩn L2 trong môi trường khoáng bổ sung 2% lipid trong khoảng thời gian 72 giờ để đánh giá khả năng sinh trưởng, lượng dầu tiêu thụ và khả năng sinh enzyme ngoại bào. Thứ nhất, về khả năng sinh trưởng thì mật độ đạt cực đại sau 24 giờ với mật độ là 10 mũ 9. Lượng dầu tiêu thụ thì sau 72 giờ, vi khuẩn L2 đã tiêu thụ được hết 1,3ml dầu. Và đường kính vong phân giải đạt cực đại sau 48 giờ là muộn hơn thời gian đạt cực đại về mật độ là 24 giờ. Và bên này là biểu thị khả năng tiêu thụ lipid của chủng vi khuẩn L2. Sau đây là các công việc đang được bọn em tiến hành, lần được chúng em tiến hành để có những tìm hiểu sâu hơn về đặc điểm sinh học của loài. Viện Công nghệ của chúng em đã liên hệ với Viện Công nghệ Gen để định danh loài vi khuẩn L2 qua việc phân tích 16S ARN. Đồng thời, chúng em cũng đang thực hiện nghiên cứu ảnh hưởng của môi trường đến hoạt tính của phân giải của vi khuẩn L2 và các bước tiếp theo của đề tài. Sau đây em xin được giới thiệu điểm mới với điểm sáng tạo của đề tài chúng em. Thứ nhất, về điểm mới, đề tài của chúng em sử dụng phương pháp sinh học là sử dụng trực tiếp vi sinh vật sống trong dầu mỡ để phân giải lipid. Điểm sáng tạo của đề tài là sử dụng các chủng vi sinh vật bản địa được phân lập trực tiếp từ nguồn chất thải và sử dụng dầu mỡ thải là một môi trường lý tưởng cho vi sinh vật phân giải lipid để nuôi cấy vi sinh vật, giảm chi phí cho sản xuất chế phẩm, đồng thời làm tăng giá trị sử dụng của dầu mỡ thải. Chúng em cũng nhận thấy đề tài của chúng em có rất nhiều ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất chính là tuyển chọn các chủng vi sinh vật có khả năng sinh tổng hợp ra các lipasa có hoạt tính phân giải lipid cao. Ý nghĩa thứ hai là tạo chế phẩm sinh học an toàn, hiệu quả và thân thiện với môi trường, đồng thời cũng giải quyết hiện tượng tắc đường ống nước trong nhà bếp và vấn đề ô nhiễm tại các bếp ăn. Chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo đã lắng nghe.